Lần nữa cảm ơn khán thính giả giữ màn hình để xem phần 3 của chương trình bình luận thời sự của Vkao TV phát trên hệ thống 57.13 và Galaxy 19. Các thính giả miền Bắc có thể xem vào cái hệ thống 12.16.2. Thì ngoài ra khán thính giả cũng có thể vào truy cập vào YouTube để xem chương trình này. Phần 3 này chúng tôi nói về Tổng thống Hoa Kỳ mới chiến thắng trong giới tòa án về cái vấn đề là người trục xuất người di dân. Tòa án liên bang số 9 ở San Francisco đã xét xử và cho nói là ông Donald Trump có quyền trục xuất cái người nhập cư bất hợp pháp qua cái biên giới từ Mexico qua Mỹ để xin tị nạn, thì tòa án cho phép ông Trump trục xuất nó qua kia bên kia biên giới. Và ở bên kia biên giới chờ đợi làm đơn và gửi qua bên đây, khi nào xét được thì qua Mỹ, không xét được thì trở về ở bên Mỹ hoặc là quê hương của họ. Tòa án nói rằng là sở dĩ tòa án làm cái chuyện đó, tòa án liên bang giống như là tòa tối cao pháp viện vậy đó, nó nằm ở khu vực chính ở San Francisco. Tòa án nói rằng là sở dĩ tòa án làm như thế là vịn vào cái lời, cái luật của Mexico. Mexico cho phép những cái người mà bị trả về như vậy đó có thể sinh sống ở Mexico và cho họ cái quyền đi tìm việc làm. Đã. Nghĩa là họ không có bị khó khăn hay đói khổ, không có trục xuất. Tức là cái quyền quá cảnh. Quá cảnh ở đó tìm việc làm tới khi nào có việc làm. Và tòa án Mỹ nói rằng cái điều đó nó hợp vừa với địa phương mà nó hợp với cái luật quốc tế. Do đó chúng tôi trả về bên đó để tìm việc làm. Thì đây là một cái chiến thắng. Chúng ta biết là trong cái tháng 4 này không nổi mà cái nhập cảnh bất hợp pháp không là một, tôi nhớ không lầm là 100.000 người ở cái biên giới đó qua. Thành ra đây là một cách để mà trục xuất về ông Trump. Trước đây trục xuất thì các cái ủy ban về nhân quyền, các cái ông luật sư, các cái người phụ trách về nhân đạo than thở và khóc lóc nói rằng là làm như vậy là đau khổ cho người đó. Thì cuối cùng tòa án đã quyết định ai đau khổ ai gì đó thì cứ việc đau khổ, nhưng mà trục xuất về để mà giải quyết cái vấn đề. Thì ông Trump thắng một cái chuyện, chúng ta thấy là cái pháp lý chỉ có cái đó thì mới giải quyết được. Như vậy chúng ta trở lại cái ông Trump từ cái lúc làm tổng thống tới giờ này, cái chính sách mà đối với người nhập cư rất là cứng rắn. Bởi vì cái chủ trương của ổng là American First, tức là nước Mỹ trên hết. Do đó ổng hạn chế đủ thứ, trong đó có hạn chế người nhập cư. Mới lên chưa ngồi nóng đít thì ổng đã ký cái luật gọi là về travel, cấm 7 quốc gia có dùng đó. Thì đa số là Trung Đông người Hồi giáo không có được đi vào nước Mỹ, làm cho tối cao pháp viện phải ra tay và nói là ổng đúng. Sau đó hết hạn rồi thì ổng lại ký thêm một cái nữa, 6 quốc gia là không có được nhập cư vào Mỹ. Muốn nhập cư thì phải tạo ra đơn từ rất là khó khăn, tức là kiểm soát chặt chẽ những quốc gia đó. Thì ông đã thắng thêm một cái nữa. Cái đó chúng ta thấy rõ ràng là ông Trump đã chặt chẽ trong cái chính sách nhập cư. Cái thứ ba nữa là ông lên là ông hủy bỏ cái chính sách DACA, mấy triệu người của ông Obama, nói rằng những người đó hiện giờ định cư ở đây và không hợp pháp thì bây giờ cho họ cái quyền ân xá, và cho bị họ ở đây lâu rồi, họ có vợ, có con, có việc làm. Thì bây giờ ông Obama hồi xưa nói như vậy thì ông nói không, chúng tôi sẽ tiếp tục trục xuất mặc dầu họ có công việc làm ở đây 10 năm, 20 năm, cái đó không khe. Cái thứ ba nữa là đuổi những cái người qua đây mà lại ông nói rằng là không có việc làm, nếu mà nhập cư qua đây hợp pháp không có việc làm mà vẫn có hưởng một cái phần nào trợ cấp xã hội thì cũng bị không cho ở Hoa Kỳ luôn. Trong đó cái tiền nhà, housing, tiền Medicaid về vấn đề là tiền đi xin tiền trợ cấp về y tế, về food stamp vân vân. Như vậy và những cái người mà Việt Nam cũng vậy, đi qua sau này là có những cái bị mà tội hình sự thì cũng trục xuất luôn. Như vậy thì chính sách nhập cư của ông Donald Trump rất là chặt chẽ. Cái này ổng áp dụng chung cho nước Mỹ chứ không phải riêng cho Việt Nam. Và người ta đồn đoán là một cái chàng thanh niên trẻ, cái người ở Mỹ California, anh đó
là anh Stephen Miller, anh là người đưa ra cái chính sách nhập cư này. Ông đã tham dự vào cái bộ máy của ông Trump từ lúc đầu, cho đến khi ông Trump bắt đầu vô ngồi ở tòa tại Úc thì là áp dụng ngay cái chuyện chính sách cử cấm bãi của quốc gia liền. Thì cái điều đó phải nói là ông Trump nổi tiếng trong cái chuyện cứng rắn trong chính sách ngoại giao, chính sách đối với nhập cư, mà cái này là xuyên suốt chứ không phải là một hai người, thưa anh Nguyên Nguyên. Cái phán quyết của ông thẩm phán tòa liên bang như vậy đó thì xác nhận rằng là tất cả những cái chính sách của tổng thống Donald Trump thi hành nó có lý chứ không phải là không. Và cái điều này thì đảng bên phía dân chủ đã nhân danh về nhân đạo cũng như là nhân quyền để mà phản đối tất cả những chính sách đó thì không phải như vậy, thì đưa lên đến của tòa án liên bang bây giờ thì đã thua. Vâng, các cái người luật sư thì muốn có job thì cứ lên tiếng cãi, nói rằng đây là vấn đề luật, là vấn đề thương xót cho người đau khổ. Và cái đó là ông tìm cái job nhiều hơn. Vâng. Bây giờ qua đến một cái tin khác, như chúng ta đã biết là năm 2019 đó, thì là Việt Nam, Cộng sản Việt Nam là lại giữ chức chủ tịch luân phiên của cái hội hiệp hội quốc gia Á Châu là ASEAN. Thì thưa quý khán giả, trong cái lần này á, thì cái cuộc họp này á, thì Việt Nam, Cộng sản Việt Nam sẽ phải đối đầu với hai cái thách thức lớn của hai cái quốc gia lớn ở trong cái khu vực này. Mà bây giờ làm sao hai quốc gia đó lại đang đương đầu với nhau, là đó là Trung Quốc với lại Hoa Kỳ. Bây giờ làm sao để có một cái sự phối hợp mà cụ thể nhất, mà Cộng sản Việt Nam khi làm chủ tịch cái khối ASEAN luân phiên này đó, thì là phải đối phó với hai cái kế hoạch, một cái kế hoạch gọi là một vành đai một con đường của Trung Quốc, và một cái kế hoạch thứ hai của Hoa Kỳ là kế hoạch Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và mở. Thì thưa quý vị, hai cái kế hoạch đó bây giờ làm sao để mà có thể làm vừa lòng của cả hai bên. Làm vừa lòng của cả hai bên không phải là ASEAN muốn có một cái điều khoản gì đó, nịnh bợ gì đó, nhưng mà thật sự ra là để duy trì cái quyền lợi của các nước trong khối ASEAN. Thì ai cũng biết rằng là trong khối ASEAN đó không phải là có nước nào đi hẳn vào một cái phe Hoa Kỳ, hoặc có nước nào đi hẳn vào một cái phe Trung Quốc. Và bây giờ tất cả các nước đó đều là cái đối tượng, kể cả của Trung Quốc, đối tượng của cả Hoa Kỳ, để mà tranh thủ cái sự mà gọi là đồng thuận của cái khối ASEAN với những cái chủ trương của mình. Đó là một cái bối cảnh mà khiến cho Cộng sản Việt Nam với vị trí là chủ tịch luân phiên phải đối phó. Thì các nhà phân tích cho rằng là muốn đối phó trước hết với một cái tình trạng khó khăn như vậy thì cái khối ASEAN luôn luôn đưa các vấn đề dựa trên các luật pháp quốc tế, dựa trên luật pháp về Biển Đông, dựa trên những cái nguyên tắc mà quốc tế đã đặt định ra để mà giải quyết những tranh chấp ở trên thế giới. Không phải là bỏ qua những cái việc đó mà có thể đi sát với Trung Quốc hoặc là đi sát với Hoa Kỳ để mà có thể đạt được cái sự thành công ở cái vị trí trung tâm của mình như vậy. Thì đây là những cái lời khuyên của các nhà mà quan sát. Thì không biết là chủ tịch Cộng sản Việt Nam với tư cách chủ tịch luân phiên của khối ASEAN trong cái thời gian trong năm nay á, thì sẽ giải quyết như thế nào. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì người ta biết là trên thực tế đó, thì về phía Việt Nam á, thì hình như là đang có một cái ý định là thoát chung và ngả sang Hoa Kỳ nhiều hơn bằng những cái sự mà liên lạc, mua thêm vũ khí của Hoa Kỳ, cộng tác thêm với các cuộc tập trận của Hoa Kỳ và kể cả những cuộc tập trận để mà cứu hộ nữa. Thì chúng ta thấy rằng là không biết là Việt Nam có giữ được một cái cân bằng của cho khối ASEAN trong cái năm 2019 này hay không, thưa giáo sư? Ta thấy là tới lúc mà phải nói rằng Cộng sản Việt Nam không thể nói là đi giữ cân bằng và đi dây, bởi tới lúc phải chọn cái quyền lợi, giống như là một cô gái tới lúc mà tới tuổi thì đi có chồng, thì khi có chồng rồi là phải chọn ở theo chồng hay là theo cha chứ, đấy không? Nhiều khi cha nói cái gì đó
là mình cũng không nghe, mà nghe chồng, bị mình sống với chồng mà. Dạ. Thì cái này hồi xưa Tôn Thọ Tường, một cái nhà là một cái nhà mà nho ở Việt Nam đi theo Tây, cái thời Tây chiếm, thì ông nói là thà mất lòng cha nhưng mà được một chồng, bị ở với chồng. Đối với Cộng sản Việt Nam bây giờ đó, mình thấy gần đây họ có vẻ là đi theo chồng, theo Mỹ nhiều. Tại sao? Tới giờ này là Việt Cộng không hề lên tiếng về tham dự vào cái vành đai con đường, thấy rõ không có, không có. Và khi Cộng sản mà Trung Quốc ép Việt Nam mà làm ba cái đặc khu, thì ba đặc khu đó là cái rón rén để chuẩn bị vành đai một con đường, thì Quốc hội không đồng ý, chưa dám làm. Thì ông Trọng đi xuống Kiên Giang. Kiên Giang là cái điểm cuối của một cái đặc khu, khu Phú Quốc. Thì tới đó là bỏ mạng ở đó. Người ta nghi là ông có thể chết khi mà ông đi vào cái vùng đất đó. Tại vì cái đó rõ ràng là đi theo con đường của Tàu. Còn đối với Mỹ thì mình thấy là ai cũng không nói gì. Nhưng mà hiện giờ chúng ta thấy là Việt Nam mới đây làm rùm beng cái vụ là cái hội nghị để mà diễn tập ở Phú Yên. Mà mình nói cách đây mấy ngày là để mà chuẩn bị trong suốt cả tuần lễ, gọi là diễn tập để mà tham dự vào cái vành đai cái Ấn Độ Thái Bình Dương, trong đó chỉ lo vấn đề cứu trợ thôi chứ không có nói gì quân sự gì cả. Thì Việt Nam đã bắt đầu bước vào cái Ấn Độ Thái Bình Dương với một cái bước nhẹ nhàng và nói là cứu hộ. Thành ra hai bên đã làm cái chuyện đó một cách rất nhẹ nhàng và không tham dự vào cái vành đai con đường. Và ông Nguyễn Phú Trọng mà ép đi nào đi nữa, mình nói đây là mình đoán, ổng đi xuống Kiên Giang là ổng bỏ mạng liền. Chúng ta thấy không? Kiên Giang bị ổng bắt, ông chủ tịch Kiên Giang là phải chấp nhận cái Phú Quốc là một cái đặc khu và cái điểm đó là không được. Thì chúng ta thấy là ổng cuối cùng, người ta nghĩ là ổng có thể chết được vì ổng xuống Kiên Giang, vì ông muốn làm một cái vành đai, một con đường, cái điểm ở Kiên Giang. Thưa anh Viên Huy, cảm ơn khán giả. Chúng tôi hẹn tái ngộ vào ngày mai.